hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay các bạn đã thấy là hôm nay đã tiếp tục là một ngày đỏ cho thị trường chứng khoán của hoa kỳ các bạn đã thấy là chỉ số dow jones À, xuống không phải là nhiều lắm nhưng mà vẫn tiếp tục đỏ sau khi đã xuống nhiều ngày hôm qua xuống 0.35% chỉ số S&P 500 đó thì xuống 0.84% và Nasdaq thì xuống là 1.37% nhưng mà crypto đó thì lại không phải như vậy các bạn đang thấy được là hôm nay đó thì giá của BTC hồi phục lại một phần ở mức là 19.314 thì các bạn thấy được cái mức này là cái mức mà trước khi mà có thông báo của Fed về lãi suất thì coi như chúng ta cũng đã trở lại cái mức đó rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó hầu như là không có chuyện gì, gì xảy ra các bạn thấy được hôm nay à, là trả trở về cái mức à, trước khi mà Fed đưa ra cái à, thông báo về lãi suất ngày hôm qua. À, hôm nay ở mức là tăng 4,6% dưới 1.000 tỷ đô la một ít và chúng ta có thể nhận được là BTC đó thì họ phục là 4.4%, Ethereum đó, thì họ phục 5.7%. Chúng ta cũng có à, một đồng mà tăng trưởng nhiều trong cái top 10 này đó chính là đồng XRP tăng 19% ngày hôm nay và trong vòng một tuần qua đã tăng 48% rồi. Thôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn liên quan đến XRP. Tại vì bản thân thuận nó cũng đã bắt đầu thu mua lại một phần XRP. Tôi sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào một số những cái thị trường khác đi trước khi mà chúng ta đi vào một số những cái tài liệu chi tiết ngày hôm nay. Chủ yếu hôm nay là một ngày mà chúng ta sẽ chú tâm nói về những tin tức. Thường này chuẩn bị sẵn rất nhiều tin tức để mà chia sẻ với các bạn. Và đây là cái video trước khi mà các bạn bước vào cuối tuần. Tại vì ngày mai đó là thuận bận một số công việc nên sẽ không có video. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là giá cả của vàng thì sao vàng thì các bạn thấy được là cũng không có sự thay đổi nhiều ở mức là dưới 1.700 đô cho một ounce vàng hợp đồng bây giờ là mức 1.680 coi như cũng không có sự thay đổi nhiều à, và dầu thì cũng tương tự như vậy ở mức là 83 đô thì nói chung sau khi mà chúng ta có một ngày khá là tơi tả ngày hôm qua đó thì hôm nay chứng khoán lại tiếp tục xuống thêm nữa dầu với vàng đó thì hầu như không thay đổi còn crypto thì hồi phục lại một phần và hiện bây giờ đó pre market thì cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn thấy được là những chỉ số uh, như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures uh, thì uh, cũng không có sự thay đổi như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một trong những cái yếu tố đó dẫn đến uh, thị trường chứng khoán lại tiếp tục đỏ ngày hôm nay, đó chính là các bạn cứ nghĩ là yếu tố gì? Đó chính là cái sức mạnh của đồng đô la lại tiếp tục tăng nữa. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là chỉ số DXY là đo cái sức mạnh của đồng đô la so sánh với những đồng khác như là chúng ta nói tới đồng yen, đồng euro, đồng bảng anh vân vân thì tại sao đồng đô la lại tiếp tục tăng lên như vậy thì đương nhiên một phần là tại vì quyết định của Fed siết chặt dòng tiền với lại tiếp tục tăng lãi suất tại hoa kỳ ngược lại đó những ngân hàng trung mương khác đó thì có ngân hàng trung mương tăng có ngân hàng trung mương không tăng thậm chí là có ngân hàng trung mương lại còn giảm lãi suất nữa Giống như chúng ta nói tới Trung Quốc đó, thì các bạn hãy nhớ là gần đây Trung Quốc lại ra quyết định là giảm lãi suất chứ không phải là tăng để mà kích thích nền kinh tế. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta thấy là sau khi mà Fed Hoa Kỳ tăng lãi suất ngày hôm qua đó là 0.75 như nhiều bạn đã biết rồi thì chúng ta nhận được thông tin là ngân hàng trung ương nước Anh à, đã tăng lãi suất hôm nay nhưng mà tăng 0.5% dưới cái mức ước tính của nhiều người là 0.75 và ở mức này đó thì chúng ta thấy được là cái à, phần trăm lãi suất của ngân hàng trung ương nước Anh đã lên tới 2.25% từ 1.75% thì cái mức này nó cũng rất là thấp nhất là khi mà so với lại cái phần trăm lãi suất của Fed tại Hoa Kỳ và chúng ta có thể nhìn thấy được là tính tới thời điểm hiện tại đó thì phần trăm lạm phát của nước Anh chín là 9,9% đó là cái ước tính mới nhất hồi tháng 8 và các bạn thấy được là đây là con số rất là cao so với lại ngân hàng trung ương nước Anh muốn phần trăm lạm phát giống như là Hoa Kỳ gì đó ở mức là 2% và trong khi phần trăm lãi suất bây giờ chỉ có 2.25 mà thôi, khoảng cách rất là xa luôn. Và thậm chí đó, phần trăm lạm phát ở Anh á, thì không giống như ở Hoa Kỳ. Mọi người thì hy vọng là Hoa Kỳ phần trăm lạm phát sẽ giảm đi theo thời gian, nhưng mà ở nước Anh á, thì ước tính của Ngân hàng Trung ương nước Anh thì lại nghĩ là phần trăm lạm phát lại sẽ tiếp tục tăng à, trong tháng 10 đó là có thể lên tới 11%. Tuy nhiên ước tính này cũng đã ít hơn so với cái ước tính trước đó là 13% rồi thì nói chung đó, ngân hàng trung ương của nước Anh cũng không có lạc quan lắm vẫn nghĩ là phần trăm lạm phát vẫn sẽ tiếp tục tăng lên à, vẫn phải tăng lãi suất nhưng mà lại không dám tăng mạnh như là Fed và đây cũng là một trong những yếu tố à, dẫn đến là DXY lại tiếp tục mạnh nữa và yếu tố tương tự cũng xảy ra ở ngân hàng trung ương của châu Âu tôi sẽ chia sẽ thêm chi tiết một lát nữa nhưng mà nói tới nước Anh á, thì các bạn thấy được, ngân hàng trung ương nước Anh á, thậm chí nói là nước Anh có thể là đã đi vào suy si thoái tài chính rồi đây là một trong những thông tin mà có thể nói là chúng ta chờ đợi fed ra thông báo nhưng mà fed đó, cuối cùng cũng không có nói thật ra ở hoa kỳ đó có vào suy thoái tài chính hay không đó là do cái đơn vị nghiên cứu tài chính ở hoa kỳ thì họ mới đưa ra cái thông báo đó nhưng mà ngày hôm qua đó trong cuộc họp thì đã có nhiều lần nhiều phóng viên đó hỏi lắc léo fed chủ tịch john Powell, nhưng mà chủ tịch john Powell cũng không có uh, nói rõ thậm chí đó có người hỏi là bây giờ đó phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ là ba trăm mấy phần trăm lên tới bốn trăm mấy phần trăm thậm chí năm trăm mấy phần trăm đó thì Chủ tịch Fed có chấp nhận là Hoa Kỳ để đi vào suy thoái tài chính hay là không thì uh, Chủ tịch Fed John Powell cũng uh, không có muốn trả lời câu hỏi đó một cách trực tiếp đương nhiên uh, đây một phần cũng đi ngoài đến chính trị rồi các bạn thì được là chúng ta sắp sửa có cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ uh, là ngày 8 tháng 11 thì uh, đương nhiên không có nhiều người muốn là Hoa Kỳ đã chính thức thông báo là đi vào suy tài chính đâu đó là suy nghĩ riêng của thuận mà thôi nhưng mà nói chung đó, thì đó là tình hình ở nước anh hiện tại tăng lãi suất nhưng mà không dám tăng mạnh như là fed và phần trăm lạm phát ước tính vẫn sẽ tiếp tục tăng lên và chúng ta thì hôm nay đây cũng có một cái viên chức của ngân hàng trung ương của châu âu đó thì các bạn nghĩ là họ nghĩ gì thì họ nghĩ là ngân hàng trung ương của châu âu đó sẽ phải tiếp tục tăng thêm lãi suất nữa và các bạn thấy được là Bây giờ đó thị trường châu Âu đang suy nghĩ là lãi suất trong cái tháng 10 này đó là sẽ tăng khoảng chừng là 0.5 cho đến 0.75 chúng ta chưa biết được tại vì chúng ta chưa bước qua tháng 10 mà. Nhưng mà nói chung, cái phần trăm lãi suất uh, tăng trưởng ở châu Âu cũng không có nhanh như là ở Hoa Kỳ hiện tại. Thậm chí các bạn thấy được là ở ngân hàng trung ương của Nhật Bản đó thì uh, đã thông báo đó là họ sẽ không có uh, tăng lãi suất Và sẽ tìm một cách nào đó để có thể uh, hỗ trợ cái sức mạnh của đồng yen. Và hôm nay đó đồng yen của Nhật Bản cũng đã tăng lại một chút. Nhưng mà nói chung đó, thì uh, Nhật Bản là một quốc gia mà bây giờ đó họ không có muốn tăng lãi suất bây giờ muốn tiếp tục giữ lãi suất ở cái mức này để kích thích nền kinh tế đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 các bạn thấy là chỉ ngày hôm nay thôi đã có biết bao nhiêu là cái thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương khắp nơi và những động thái liên quan tới lãi suất thì các bạn cũng có thể hiểu được tại sao mà người ta nói là đồng đô la đó thì chính phủ Hoa Kỳ lạm phát nhiều như vậy nhưng mà tại sao đồng đô la vẫn mạnh thì các bạn đã thấy rồi tuy là chúng ta nghĩ đến đồng đô la rồi là bị lạm phát mất giá rất là nhiều các bạn đã thấy được là phần trăm lạm phát không hề nhỏ ở Hoa Kỳ nhưng mà nào mà đi đổ xăng hay là đi mua sắm đi chợ cũng đã biết là tiền bây giờ nhỏ khi xưa rất là nhiều nhỏ hơn cách đây hai ba năm rất là nhiều luôn nhưng mà ngược lại ra những đồng khác đó thì cũng tương tự hoặc là tệ hơn dẫn đến là đồng đô la lại cứ mạnh lên và mạnh lên nữa các bạn thấy được chúng ta đang ở mức rất cao là 111.29 điểm hy vọng là các bạn hiểu lý do tại sao mà đồng đô la vẫn là một đồng mà đang có nhiều sức mạnh hiện tại. Và các bạn đã thấy rồi, trong cái tình hình khắp nơi đó, ngân hàng trung ương không chỉ riêng là Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới đang siết chặt dòng tiền và tăng lãi suất đó thì một trong những cái tác dụng đó chính là khiến cho nhiều nhà đầu tư đó họ đang không dám đầu tư hiện tại tại vì họ không biết được là tình hình này có dẫn đến suy thái tài chính và lớn bao nhiêu và đương nhiên có những cái hệ lụy như là những công ty sẽ không có tiếp tục uh, vay mượn tiền để phát triển nữa uh, nhiều ngành sẽ bị ảnh hưởng người ta có thể là bị sa thải như các bạn đã nghe nhiều thông tin nhiều công ty đã bắt đầu sa thải nhân viên rồi thì những điều đó đó có thể dẫn đến là kinh tế đó sẽ chậm lại thậm chí là sẽ giảm rất là nhiều cho nên nhiều người bây giờ đó là họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt mà thôi và rất rõ ràng các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ những cái mảng đầu tư lớn đó không có nguồn tiền đi vào các bạn uh, cũng đã hỏi thuận là bây giờ đã chứng khoán Hoa Kỳ là cái sàn chứng khoán lớn nhất trên thế giới thì liên tục giảm từ đầu tới bây giờ chúng ta cũng đã biết là crypto cũng tơi tả cỡ nào rồi và các bạn có thể nhìn thấy được là vàng cũng không có nguồn tiền chạy vào bây giờ đã dưới 1.700 đô trong một ounce vàng thì tiền đi đâu thì Phần lớn, nghĩ là chúng ta có một số lượng lớn tiền mặt đang được lưu trữ tại vì nhiều người đang ngại họ thà lưu trữ tiền mặt để xem tình hình như thế nào. Và điều mà chúng ta hy vọng đó là đến thời điểm bây giờ thì tuy là Bitcoin đã có một thời gian là khoảng chừng 13 năm rồi. Nhưng mà trong thời gian này đó, tuy là hàng năm chúng ta vẫn có nhiều những cái ho đô lời, những người tin tưởng vào BTC dài hạn lưu trữ như một tài sản như là thuần và nhiều bạn Nhưng mà thật ra con số đó bây giờ vẫn chưa có nhiều Nhưng mà cái số lượng người mà đầu tư vào BTC đó chỉ đơn giản là giống như một tài sản như là vàng Hay là họ xem Bitcoin như là một cái chứng khoán liên quan đến công nghệ để mà trade đó thì cái số nó vẫn nhiều hơn Cho nên khi mà mọi người đó họ sợ họ không có muốn đầu tư bữa cứ bản nào Tại vì những cái quyết định liên quan tới à, lãi suất từ ngân hàng trung mương khắp nơi đó thì rất là ảnh hưởng cho nên lưu trữ từng mặt hiện bây giờ cái mà chúng ta muốn thấy đó là crypto nói chung và Bitcoin nói riêng khi mà tình hình đỡ một chút chúng ta muốn thấy crypto là một trong những cái mảng mà có cái sự tăng trưởng lại mạnh dẫn đầu cái sự tăng trưởng trở lại đó là một dấu hiệu rất là tốt chúng ta hy vọng thấy được điều đó đó là tình hình chung tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay và cũng có một thông tin khác nữa đây chính là thông tin đến từ nước Turkey thì nước thơ kỳ đó cũng đưa ra thông báo liên quan tới lãi suất và họ đã quyết định là giảm lãi suất à, ở đây nó để là 100 basis point có nghĩa là 1% và lãi suất giảm đó ở đây là one week repo từ 13 tới 12% thì à, hiểu đơn giản đó đây là cái à, phần trăm lãi suất À, cho vay gấp trong vòng một tuần cho những ngân hàng thì đây thường là một dấu hiệu cho thấy được là cái tình hình tài chính không được ổn. À, cho nên giảm lãi suất xuống để mà kích thích cái nền kinh tế. Và các bạn thấy được là phần trăm lạm phát ở Turkey đó là 80% nhưng mà họ lại không tăng lãi suất mà còn giảm tại vì tình hình quá bất ổn. Các bạn đã biết là Chúng ta trước đây đã nói tới siêu lạm phát thì chúng ta chỉ nói tới những quốc gia mà các bạn đọc trong sách vở giống như chúng ta nói tới Zimbabwe rồi sau đó cái đây vài năm chúng ta nói rất nhiều nói về cái nước Venezuela thì chúng ta bây giờ nói rất nhiều đến những nước như là Turkey hầu như những câu chuyện này những câu chuyện đang xảy ra trước mắt của chúng ta. Trước đây chúng ta nói tới siêu lạm phát thì chỉ là một cái gì đó các bạn đọc trong sách mà thôi. Bây giờ hầu như là lạm phát khắp nơi rồi và nói tới đồng lira của nước Turkey đó thì từ đầu năm tới bây giờ đó đã mất giá trị so với đồng đô la là 27% và trong vòng 5 năm qua đã mất giá trị so với đồng đô la là 80% rồi. Các bạn cứ nghĩ đi, trong vòng 5 năm thôi mà cùng một số tiền đó các bạn có thể đổi được 100 đô, bây giờ cùng một số tiền đó các bạn chỉ có thể đổi được có 20 đô mà thôi. Và ở trên Twitter đó cũng có một cái thuyết rất là thú vị liên quan tới bất động sản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thực ra cái sự chia sẻ này cũng tương tự như là cái bài toán thường nó cùng các bạn à, xem cách đây khoảng chừng là vài ngày Nhưng mà người này đó thì nói là chúng ta hãy nghĩ đến cái sự ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào Tại vì lãi suất mà tăng lên đó, về cái việc là cho vay đi một bất động sản đó ảnh hưởng rất lớn đối với giá của bất động sản giống như chúng ta nói tới là các bạn mượn tiền mua nhà là 30 năm đi tại Hoa Kỳ thì các bạn có thể mượn tiền mua nhà đó cách đây trước tháng 1 có nghĩa là khoảng chừng à, cuối năm ngoái đó là mức là 2,6% các bạn có thể mua được căn nhà là 600 ngàn thì các bạn cũng như vậy các bạn trả cùng một số tiền hàng tháng đó nhưng mà bây giờ đó cái phần trăm lãi suất mua nhà đã tăng lên 6,2% cho 30 năm thì à, cùng một cái số tiền trả hàng tháng đó các bạn chỉ mua được căn nhà đáng giá có 392 000 mà thôi Đó là sự ảnh hưởng đương nhiên cũng có người nói là như mấy căn nhà 600 000 mà mua năm 2021 đó Thì đâu có đáng giá 600 000 bây giờ đâu có thể là giảm Nhưng mà đương nhiên không thể nào giảm xuống chỉ còn có 392 000 được đó là sự ảnh hưởng của lãi suất như thế nào đi qua đến bất động sản. Thì đây là những cái thông tin chung tôi muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay chúng ta sẽ lại chuyển qua để mà nói tới những thông tin riêng liên quan đến crypto Và hôm nay là một ngày chủ yếu là thường chỉ muốn chia sẻ tin tức với các bạn mà thôi Thì nói riêng về crypto đó thì những người nào mà còn quan tâm đến Plan B Thì như bạn đã biết là Plan B nổi tiếng với lại cái mô hình Stock to Flow Rồi, sau đó mô hình này đã, đã không có còn đúng nữa sau cái đợt tăng trưởng của năm ngoái năm 2021 Nhưng mà Plan B đó là chia sẻ một cái thuyết đó chính là Plan B À, bắt đầu mua Bitcoin khoảng chừng là 400 đô năm 2015, năm 2016 đó Chính là cây uh, dòng tròn màu vàng đầu tiên các bạn nhìn thấy trên màn hình Hai năm sau khi mà đọc cái uh, Bitcoin White Paper năm 2013 Lần thứ nhì mà Plan B mua Bitcoin Đó chính là vào năm 2018, 2019 á, lúc đó là khoảng uh, 4.000 đô Và hiện bây giờ là lần thứ ba mà Plan B mua BTC ở mức là 20.000 đô Thì uh, các bạn nghĩ sao về cái thuyết này các bạn hãy comment ở bên dưới Đó là cái thuyết đến từ Plan B Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. gotta